chuông. Người nữ thì đứng bên cái mỏ, lên trên vị trái cũng vậy, đi mình đứng bàn với nhau. Nhưng mà bên này nam, nam là bên này cái chuông, nữ là bên cái mỏ. Thầy chuông ta làm cao lên đứng hết, cao hơn thật sự, nhưng mà thầy cũng nhìn bằng bằng thật. Nếu vậy nhắc thầy tự đứng bên này, nữ nam cũng tổn cái nam nữ đặt ra. Không biết thầy dạy nhưng mà thầy vỡ dạy nên không món. Còn lại thì xá, xá cũng vậy. Quay tay mặt theo cái đồng hồ, quay luôn luôn tay mặt. Tôi phải giữ tới được Phật đại giới, không cần nhớ ơn. Định nương là tâm mình an tịnh, là cái ơn như định tâm. Giữ huệ hơn là cái trí sáng suốt giác ngộ của mình. Ba phần hương nó cũng hợp, thêm giải thoát hơn nữa, không dính mắc phiền não gì hết hết, giải thoát đi cái tất cả đều thông suốt. Năm phần hương nó cũng hợp, chứ không phải là mấy người nhà này đâu. Nói cái sự lý cho biết nha, thì đầu năm này tân sửa thì giải chút Phật tử biết, chứ đừng nói nó còn khó. Người gian cho bự, đèn cho lên cũng thật chứ. Chính cái lòng thành thanh tịnh của mình thôi, không chấp tới đó, chẳng nên giàu nghèo, nam nữ nhỏ lớn, quan dân tất cả cũng con người thôi, bình đẳng với nhau, lấy tình người sống với nhau, rồi để đạt thành người để tu trước, rồi người tu xong là phần thánh sau mà tạo. Ông bạn xưa cũng thấy tự tất lực ra ông chung người phạm như chúng ta vậy. Nhưng mà ông đại giác đại ngộ tu trước thành Đức Phật, lập cái đạo để cho đời mấy ngàn năm tới bây giờ được sự, để cho mình bước theo hướng hành thiện của Phật, từ bi xã vốn của Đức Phật mà tu. À, gương mẫu là hộp giống lành, gieo hộp giống bồ đề là Phật đạo, là bông thơm trái ngọt, chúng ta săn sóc nó sẽ lên. Hôm qua cái bông nó sẽ thơm, có cái trái chín ăn gọi là phước quả. Phước quả ăn nó tất tật lại. Nguyên đáng đầu năm mùng một của mỗi năm, thêm một tuổi đời, tuổi đời của mình đó là Thọ Thủy Thiên Tịnh, ngày thánh đản của Đức Di Lặc. Ông Phật ngồi trên đó, ông cười đó. Bữa nay ngày lễ vía của Phật, thank you.
xuân Tân Sửu và ngày vía đức của tôi là vào tháng năm ngày mùng một Tết Nguyên Đán. Ông tuổi thầy cũng nguyện cầu hồng ân tam bảo đức đại ân rộng khắp muôn nơi thế giới tất cả trời đất tạo hóa đâu cũng đến hết, dù là cái hồng ân đại ân của phật tam bảo phật pháp tăng ba ngôi báo rộng khắp để rưới mưa làm mây phát xuống cho chư phật tử năm châu bốn biển chúng sanh các loài được an lành. Trong cái năm Tân Sửu này, hết đầu năm tháng thứ năm, xin được nhiều tốt đẹp, hạnh phúc tấm tam thai thu được, hạ bảo bình an thu được tấm tam thai đồng minh trăm phước kết và mãi mãi các năm kế tiếp sự an lành thương thành thế giới và nhân dân an cư lạc nghiệp, sống trong cái cuộc đời thành chỉ đẹp. Cũng như ánh hào quang của chư Phật từ bi soi vào trong tất cả, hãy mong mỏi như vậy. Thì nhớ niệm Phật thì nhiều ông lắm, niệm hoài bốn mấy đại kiếp thành được tình tụng không biết nhiều kiếp nữa, thôi rồi chứ đừng nói niệm kiếp này không là xong. Cho nên chúng ta phải có trái tim, có khối óc, có tâm thật thành thì một niệm thống một phương, một là hệ thống một phương. Tại sao niệm xóa nói ác niệm Phật Bồ Tát chư tổ thánh hình thánh tăng, tại mày tâm một lần nghĩ đến cái chỗ mình muốn đến thì nó sẽ thấy đích thôi. Trên tội niệm nói tâm sông là cuối cực khổ mà không lỗi không nặng làm sao sẽ lỡ đấy Phật pháp được cầm cây gieo không nhau có mượn dù cũng phải có cái đau động sự khổ rồi mới có lúa gạo bạn sống nuôi thân đó là cái ước quả cái gì mình không nói không lặng đó là ước cái gì cái ước nó rớt xuống trong này phải không ngon cơm lắm áo đó là ước không nói không lặng không khổ đó là ước cái đức tất cả phải lo tu rồi mới có cái đức tự đạo đức nó đi đâu từ những đức bước là đạo nhắc chở dẫn để tổ sư của tổ tiên bà Phật đạo của mình để nuôi cái đức hạnh nuôi đạo đức con để con cáo dài dài xuống cái truyền thống tốt đẹp đó mà sống mãi với cái đời cái tiền lưu lịch sử cái nồng nhóm dòng nhọn lại của chúng ta có thể nói tấm năm và vừa nhau những đạo kiếp tự tử tất cả năm nữ cái áo kiếp của quý thức an lành vô ta thực sự là không có chuyện gì hạn ta khổ não lượng đạo cũng được tiêu trừ thăng long phước thọ và sự như cường thì tâm mãn nguyện theo cái dấu nhiệm của mình đầy đủ chú ý tốt đẹp nên không bao giờ làm phật thôi thầy mời xuống coi bốn mình cơm thì đã dùng à và cái này cũng như là cũng phải có cái sự giãn cách nhà nước ra được rồi hãy giữ gìn để cho an lành cho mình cái đó là cảm ơn đảng nhà nước lắm chứ không để lây gì người nhà hết chết đã đáp hết sao cho nên phải cẩn thận tất cả mọi việc trong vô những môi trường cái hơi độc thôi chứ ai cũng phải thở hết hết vô nhận hơi độc cái này hết thở cho nên phải coi cái chỗ trong sạch cái chỗ tốt đẹp mà ăn mà uống mà đi mà đứng vào cho nó kỹ lưỡng cái tổ hợp đó nói chuyện viên thiên rồi hít nhập vào cái đập đi ra khổ ha nói rồi bọt thôi ráng cố gắng cái đơn cho tốt trời nó không được khổ nó không lo thấy ngọt trời cho nó chào lòng vào cảm thấy hạnh tay cổ có yếu khổ trong cái bệnh dịch tết thôi thầy nó ớt chút phải hiểu rồi lo vô dịch cho tốt môi trường rồi nó ô nhiễm đủ thứ trong lúa gạo ăn cũng đập nữa cho nên bây giờ nó bổ xương nó bổ rộng nó mọc ra xương sống nó giúp cho anh sẽ tổ chức của mình quản tầm tùm lum ta ăn hồi đó ra ra xuống thuốc phải lo để mình nuôi yên tâm cho nó an lòng thôi thầy tôi cầu tôi cứ nhân luôn an lạc tất cả đệ tử của thầy cũng như bánh tám thập phương tâm họ đạo nào cũng vậy người nào cũng vậy không những là để
tính không kêu tử gì thì cầu cầu được em lạ không đánh nào.